quyết đó. À không, rung lắc nó không gây ra hội chứng đột tử, không có. Hội chứng đột tử là mình nãy tôi có nói là khi mà bé bé nó chết, người ta làm giải phẫu tử thi, tức là người ta mổ nó ra đó, người ta cũng không biết được nguyên nhân. Còn cái hội chứng rung lắc là người ta biết được tại sao nó chết đó. Thì những cái rồi rung rắc á là do mình lắc cái đầu nó mạnh này nè, cái đầu nó di chuyển vậy thì cái tốc độ trong cái não nó cũng sẽ di chuyển theo cái tốc độ đó, mà cái sọ nó đó, giữa cái khung sọ nó với lại cái não bên trong á, nó có một cái khoảng cách nó khác với lại cái đứa mà nó lớn lên, cái sọ nó đã kín rồi mà cái não nó gần sát với lại cái hộp sọ rồi, còn giữa ở cái đứa bé nhỏ não nó là giống như lấy cái hạt ốc chó hả, hạt đập hạt ốc chó là y chang vậy đó đó, ở trong là não, cái này hộp sọ, nó có một cái khoảng cách, cho nên nếu mà rung lắc thì cái não nó sẽ di chuyển rất là nhiều. Khi mà cái não nó cái xương cái đầu nó lắc dày, cái não bên trong nó sẽ lắc sau đó một chút xíu, nó không có đi ngay lúc đó luôn ha, thì nó giữa não của mình với lại hộp sọ nó có những cái mạch máu nó nối lại á, thì cái mạch máu nó sẽ bị xé ra, bị đứt ra và gây ra xuất huyết trong não. Nguyên nhân của đứa bé đó chết là do nó xuất huyết, nó có nguyên nhân, mà lắc là phải lắc cái tốc độ này nè, lắc rất là mạnh. Thường nó xảy ra ở những gia đình bạo hành á, tức là ông bố giận bà mẹ quá không dám quýnh bà mẹ, lôi đầu đứa bé hành hạ vậy á, thì đứa bé nó bị hội cái chết vì là do rung lắc ha, gọi là shaking baby. Còn ví dụ như mình lắc cái nôi á, nó lắc nhẹ lắm, nó không có mạnh, nó không có đủ, là lắc cái võng á, ru cái võng á đung đưa nhẹ, nó không có đủ để mà gây ra xuất huyết. Ngay từ lúc sơ sinh nó đã được tiêm chủng rồi. Rồi sau đó cái lịch tiêm chủng là 2 tháng nè, 4 tháng nè, 6 tháng nè. Tức là trong cái cuốn sổ của mình nó có đi khám tiêm chủng á. Hả? Thì 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng. Tức là trong 6 tháng đầu là 2 tháng mình đi 1 lần. Rồi từ 6 tháng trở đi là 3 tháng mình đi 1 lần. Tức là 9 tháng, 12, 15, 18. Rồi sau đó đến 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, tức là sau đó mỗi năm mình đi một lần. Thì bác sĩ đối với thì tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng tôi chưa hiểu ý câu hỏi của em. Lời khuyên giữa tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Ý em muốn hỏi là hai cái thuốc nó khác nhau như thế nào, hay là hỏi là giá tiền nó như thế nào, hay là hỏi về cái gì? Nên tiêm loại nào? Ý muốn hỏi rõ luôn đó là tiêm loại 5 trong 1 dịch vụ hay là mở rộng, đúng không? À đó, mình phải minh bạch câu hỏi cho nó thật là rõ để mình mới, chứ còn nếu mình hỏi chung á không trả lời được nha. Vậy thì câu hỏi sẽ sửa lại là giữa 5 trong 1 dịch vụ, tức là trả tiền, với lại 5 trong 1 miễn phí là nên tiêm loại nào, đúng không ạ? Nếu mà con của tôi cho tiêm miễn phí. Nếu là con tôi thì tôi sẽ cho tiêm miễn phí, bởi vì loại đó rất tốt. Rồi, nãy mình nói lại, bất cứ một vấn đề gì nó đều có hai mặt của nó hết đó. Phải không? Đối với một vaccine, người ta đánh giá thứ nhất là cái khả năng, cái hiệu quả tạo kháng thể như thế nào, tức là hiệu quả bảo vệ.
là một mặt. Thứ hai là tác dụng phụ của nó như thế nào. Tức là nó bị những cái khó chịu gì khi tiêm vaccine đó. Bây giờ một vaccine người ta cũng đánh giá hai mặt đó, đúng không? Vậy thì giờ vaccine mà 5 trong 1 dịch vụ với lại miễn phí, hai vaccine nó đều có khả năng tạo miễn dịch bảo vệ. Nhưng mà vaccine mà 5 trong 1 miễn phí á, trong đó thành phần ho gà là nguyên tế bào, thì khi thành phần ho gà là nguyên tế bào trên đó có rất là nhiều kháng nguyên, nó tạo kháng thể rất là nhiều, nên là hiệu quả bảo vệ của nó rất là cao, kháng thể nó tồn tại rất là lâu. Còn 5 trong 1 miễn phí, trong đó có thành phần vaccine ho gà, nó chỉ khác nhau cái ho gà đó đó. Cái khác chính yếu là ho gà, thì nó là không phải nguyên tế bào đâu, nó chỉ là một hai kháng nguyên thôi. Dịch vụ á, xin nói dịch vụ á, tức là mình trả tiền á. Thì nếu mà nó một hai kháng nguyên, nó cũng có tạo kháng thể đối với cái kháng nguyên đó. Nhưng mà nó, kháng thể đó, cái nồng độ nó không có mạnh bằng vaccine miễn phí. Nên là từ từ nó hết kháng thể. Vậy thì xét về khả năng tạo miễn dịch là vaccine miễn phí tốt hơn là vaccine dịch vụ. Đúng không ạ? Tại vì nó tạo kháng thể nhiều hơn, kháng thể nó tồn tại lâu hơn. Còn về cái tác dụng phụ, thường những tác dụng phụ là sốt với đau là hay gặp nhiều, đúng không? Thì cái vaccine ho gà miễn phí á, nó nằm trong cái 5 trong 1 miễn phí hả? Nó sốt nhiều hơn, nó đau nhiều hơn là vaccine dịch vụ. Nhưng mà sốt với đau của nó khoảng chừng 1 ngày là nó hết. Vậy thì cái tác dụng phụ đó là tạm thời, còn cái tác dụng bảo vệ là lâu dài. Vậy thì tùy mình muốn chọn cái nào, tùy quý vị. Quý vị chọn là 5 trong 1 dịch vụ thì đứa bé nó đỡ sốt, đỡ đau lúc đó. Kháng thể nó tạo ra vẫn đủ bảo vệ, nhưng mà mình phải nhắc lại nó nhiều lần sau này. Còn cái đứa tiêm mà miễn phí á, sốt nhiều, đau nhiều, nhưng mà kháng thể nó nhiều, tồn tại kháng thể nó lâu, do đó những cái mũi nhắc lại có khi nó ít hơn. Vậy nếu tiêm mũi 1 là dịch vụ và mũi 2 là tiêm miễn phí? Được chứ, vẫn tốt như thường. Mà người ta thấy tiêm tốt nhất là 3 cái mũi đầu là miễn phí á, đến cái mũi thứ 4 là tiêm dịch vụ. Mũi thứ 4 là sau 1 tuổi á, tiêm dịch vụ.